Chào cả nhà đã quay trở lại kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì bây giờ mình sẽ vô trong vườn anh Thái để mình cắt mấy trái mướp. Cái bữa mà mình làm nhà, mình xin cái trái mướp khô á, xong mình cầm lắc lắc vậy nè, nó rớt cái hột ra đằng sau hè của nhà. Giờ nó lên trái, lên dây gì, trái được mấy trái bự rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng đi với mình để cắt mướp nha. Tới chỗ cái dây mướp này nè, ở trên đây có bốn cái bự dữ lắm luôn á, bạn giỏi biết sao leo lên được nữa nè, chị hai cổng em lên. hái được hai cái mướp này thì hai cái bữa nó rụng theo luôn á chị ơi. Giờ sao lên, chị có cách nào không, chỉ em leo cái nhánh đó, leo lên đại cây đó. Cái nào? Cái hai cân đứng ở cái đó đó. Trời ơi, được không đây? Được, mà leo lên đại đi. Vậy em hái xong rồi em giục Dũng hả? Đưa chị chuyện xuống. Rồi, vậy giờ em leo nha. Ừ. Mập quá, leo chắc gãy cây quá. Ý trời ơi. Trời, hai xây một vòng. À. Thành công ướt mặt hết trơn rồi, mới vừa mưa xong. Ôi nè chị, trời thấy dục. Cắt đi. Rồi em để đây hồi nữa em chiên cho chị. Nó rớt cái bạch. Ui không có thấy nữa, cắt đại nè. Ui kia mẹ nó có chết luôn. Sao chuyển qua bên kia hai tái bên kia nữa. Coi có chỗ nào mà tiễn xích khỉ á, kêu em nha. Hồi tụt xuống được không? Vậy nuôi cho chạy chứ sao. Thôi tao mau bị chán rồi. Này để cho chị Hồng leo mới đã chứ em leo không có được. Ở cái này muốn chín rồi nè. Ở hai cái kia bên kia làm sao mà chèn qua đâu chị? Nhảy quá. Nhảy ra kiểu gì? Nắm được cái đích đó rồi. Em nắm được cái đích rồi, còn cái đầu. Giờ sao? Ghi nó xuống khác luôn. Chừng đứt dây. Đứt rồi. Trời ơi, con này bự à. Chị lại lấy nữa hay vậy? Chị lại lấy chứ gì? Sao giờ? Nè em có chị Hồng thất bại quá. Phải có chỉ leo em chụp được quá. Chị leo được không á chị? Rồi. Ôi trời chết em. Ôi này chị. Này. Rồi để mướp xuống đi rồi cổng em xuống. Nhảy xuống cho cổng luôn. Chứ làm sao xuống được. Dục ra xuống trước đi. Rồi đi đường nào nữa nè. Đi. Mừng quá. Ồ đỏ cái chân mình. Ui thành quả đây. Để mình đi vòng qua mấy anh kia cây còn nữa không chị hai? Tới 2 giây lận.
đi. Rồi ra coi thấy mớp nằm trong mé nha, vách nè. Rồi bự ghê luôn. Ê, hồi nào hết chứ sao em không không hề hay biết luôn. Coi chừng ở tảnh em kéo xuống cái một nồi nữa nè. Trời chết luôn á. Đứt dây, đứt dây. Mất dây động rồi. Thôi chị cắt đi chứ cao quá em cắt không tới đâu mà chị đưa đây nè. Hả? Nhảy lên. Làm cái gì vậy? Nhảy sao? Tốt quá, nhảy rồi đó. Gọn giờ mình nhường lại cho chị Hai nè. Cao quá trời, mình nhảy hụt hơi vậy. Trời ơi trời. Ôi ôi. Bự quá. Chào cả nhà. À, đây là đằng sau nhà mình nè à. Bằng cái bầu. Chị Hai chỉ được cái bự nhất rồi. Chiều nay chị Hai chia ra hai chị em mình nấu canh ăn. Cho chị tới đó luôn á. Thôi. Rồi chị Hai qua mấy anh kia coi cây còn nữa không. Bên hông nhà của mình cũng có một dây mướp nữa nè. Hồi trước á mình làm nhà cái mình xin cái mướp già của cô Năm á, mình đem về trồng, cái mình đứng mình chơi mình lúc lắc qua lắc lại cái hột mướp nó văng ra cái nó lên cây luôn, chứ thật ra thì mình không có trồng tại vì gần nhà quá cũng sợ rắn á. Cái thấy nó có bông có trái mà sao cũng nhanh lắm, ăn được mấy lần rồi. Lần này mình cắt cái mình cuốn dây luôn nè, thích cái tuổi luôn rồi. Đó là chuyện tình cây mướp mình vừa kể xong. Hết chuyện tình rồi giờ vô. Cái trái mướp kia em kẹp ngay gốc mai kìa chị. Ở cái gốc mai của vườn Năm nhanh lớn ghê chị hai. Mua hẳn bằng nhà cái chút xíu hồi nãy bự ra. Mau ghê vậy. Đi mình đi vô. Chị Hai mình ôm không hết luôn. Quá trời luôn chị. Vậy rồi chia em ba sao chia? Chị lớn, chị bốn. Đâu được. Kiểu này quýnh lộn rồi. Nãy giờ là hai chị em của mình hái được nhiêu đây mướp nè. Đây đây 2, 4, 6, 7 trái. Mà chia... chia em ba sao chia? Nếu chia... chia... Chị đi. Chị Hồng không có đi hái thì tới công này. Vẫn đang cặp mày. Tại vì chị đâu có đi hái. Thì chị một cặp vậy. Được. Còn nãy tới bự chị Hai hái thì chị Hai hưởng. Nè chị hưởng đó. Sắp cho chị Hồng ơi chị Hồng. Rồi sắp cho chị Hồng. Hồi nóng chứ mình chưa nhồi. Không ấy mình cho thêm chỉ cái này mà bị sâu đi. Sốc nữa. Chứ giờ vậy gần sao chia. Chửi chị không nổi đâu. Chị làm sao chia. Thôi em biết mặt của em hai tới đi. Em hai tới ngon á. Còn nhiều đó chị. Tại vì... thì em hai tới đó. Vậy chị vậy nè. Đó không chị Hồng á. Nhỏ một hai cái. Ôi hai trái này ngon thiệt luôn đó chị. Nói giỡn chứ chiều nay em có canh ăn rồi. Để em cho chị Hồng với chị. Giờ chị chọn đi. Thôi chị Hồng cho trái nào cũng được, cho chị Hồng trái bự mà. Vậy trái này một mẹ bự với một đàn con đi. Còn chị hai trái này. Mẹ nè con. Đây giờ mình đem cho chị Hồng. Mà một hồi đem cho chị Hồng á, chị đừng đưa hết, chị đưa chỉ hai trái này thôi. Thôi cần đưa đây chị không có được. Đọc chỉ à? Mình cho anh chỉ thử coi chỉ phản ứng sao. Trời ơi, nắng nè liền. Rồi đem lấy bịch xong rồi hai chị em mình đi. Giờ mình với chị Hai đã ra hướng nhà của chị Hồng rồi nha. Chưa trôn mà mắc cười quá chị.
cái bịch này mình bỏ vô bịch màu đen, mình để ngoài xe mình cất, còn mình đem cho chị hai cái này. Để coi chị làm sao hả? Để coi chị làm sao, nay mới biết chị hiền hay dữ. Hai tay đẹp chứ bộ. Cái này gì chị? Hỏi chị Hồng. Lấy cái đồ chơi. Gì kỳ ra? Mình lấy cái dĩa cho em chạy nước chứ. Ở bên đó hai cái nữa kìa chị ơi. Nào. Đây nè. Này cái đồ quỷ gì nè. Gì ra? Thôi đi vô kiếm vậy đi. Cho bể cho rồi đi. Mình đem theo tới 5 trái lận nhan nhiều lắm luôn. Mình cất. Cái đằng cây sao ghê kìa. Mình giấu như gốc cột đi. Đây đây. Bự chứ chị. Kệ ha. Có là được rồi chơi, thấy bự. Giật dừa xong chưa Thảo? Trời ơi quá trời đóng dừa rồi. Dừa nhiều mà giá rẻ quá trời, nản ghê anh Thảo. Trời mưa trời gió mà dừa không có giá nữa. Giá rẻ chứ. Khô đen hết trơn rồi mà nó bẻ thì nó rụng trôi sông hết. Ký hợp đồng. Giờ chị mua nấm dừa của anh Thảo bao nhiêu? Anh Thảo căn kia nó mua nhiều. Trời đất ơi. Anh kia mua điếm kìa. Em thấy đằng kia trồng như trồng nho kìa. Giờ chị nhắm nhiều. Chị thấy người ta mua rẻ chị tưởng là em mua mắc chị bán cho em. Ở cái vùng dừa đó chứ dừa chùm chứ không phải dừa dừa gì qua này dừa bung. Nó nhỏ xíu. Dừa nho. Dừa nho. Anh chọc chị chơi chứ đem cho chị mấy phút nấu cầm. Hai trái nãy nhỏ xíu rồi. Trời ơi. Mấy trái này bự vậy nãy ghẹo chị chứ. Ở đây. Ở bự đây em chịu lấy ra cái ở đây. Nói ai biểu em đưa chị hai đứa nhỏ. Rồi cảm ơn hai. Giờ mình với chị hai đi về để cho chị Hồng với anh Thảo lượm dừa, tại vì trời mưa ở dưới vườn cũng còn dừa chỉ chưa lượm với xong lên hết. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian đi dõi video của mình. Còn bây giờ chị em của mình xin chào và hẹn gặp lại.